Một trong cấu trúc nói tiếng Anh thông dụng phần số 31, let somebody do something. Let somebody do something. Để ai đó làm gì đấy. He let me run the project myself. He let me run the project myself. Anh ấy để tôi tự vận hành dự án. My mom let me choose the subjects I wanted to learn. My mom let me choose the subjects I wanted to learn. Mẹ tôi để tôi chọn môn mà tôi muốn học. My girlfriend let me kiss her at any time. My girlfriend let me kiss her at any time. Bạn gái tôi để tôi hôn mọi lúc.